Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 6 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, các gia đình chính sách trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy trong dịp Tết. Năm 2023, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đánh dấu một năm với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chúc Tết các cơ quan đơn vị và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chiều nay, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, các gia đình chính sách trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở ngành tỉnh. Nghe lãnh đạo công an tỉnh báo cáo nhanh một số thành tích nổi bật đạt được trong năm qua, Bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Cường vui mừng phấn khởi và biểu dương kết quả mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đạt được, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cuộc sống của người dân. Đặc biệt năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp và nhân dân. Năm 2024, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhất là trong điều kiện tình hình các loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, Bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Cường đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó trước mắt là lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo an toàn tuyệt đối để nhân dân vui xuân đón Tết đầm ấm an vui. Chúc Tết các gia đình chính sách thuộc phường Him Lam gồm ông Nguyễn Hữu Chấp, Bùi Kim Điều, chiến sĩ Điện Biên, gia đình thương binh Lê Quang Khánh, Bùi Đức Rảnh và gia đình bà Trần Thị Bồng, Nguyễn Thị Bơ, 74 năm tuổi đảng. Bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình. Mong các gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc. Bí thư tỉnh ủy cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc những cống hiến hy sinh của thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, là tấm gương sáng trong gia đình, dòng họ cho con cháu học tập noi theo, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo huyện Mường Ảng đã thành lập các đoàn đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Huyện Mường Ảng hiện có 113 gia đình chính sách. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền huyện luôn quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, ghi nhớ tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách. Trong dịp này, huyện đã trao 113 suất quà, mỗi suất trị giá 570.000 đồng và tiếp nhận 88 suất quà của Chủ tịch nước. 5 suất quà của tỉnh trao đến tận tay các đối tượng là thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, trân trọng những đóng góp to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho đời sống các cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên tiếp tục được thực hiện chú đáo. Những ngày lễ Tết, ngôi nhà nhỏ của chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Phương Đàn thường xuyên đón các đoàn khách đến thăm. Không chỉ có những phần quà thiết thực, những lời thăm hỏi ân cần luôn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với ông. Ở tuổi đã gần 100, người cựu chiến binh năm xưa đang có những năm tháng sống vui vẻ hạnh phúc cùng con cháu và sự quan tâm động viên thường xuyên từ xã hội. Trong những ngày Tết, ngày lễ, nhất là ngày 7 tháng 5, ngày 30 tháng 4, ngày 27 tháng 7 là những ngày lễ lớn của thì tất cả đoàn thể tỉnh và phường nói chung là đường phố nói chung là đến thăm sức khỏe và động viên.
và có tặng quà và thăm hỏi. Tôi rất là cảm kích vì tất cả sự thăm hỏi ấy là cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người có công trước đưa kia đối với kháng chiến. Toàn tỉnh hiện còn gần 150 cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên, sinh sống chủ yếu tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên. Do các chiến sĩ Điện Biên đều đã tuổi cao sức yếu, một số gia đình neo người, có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm. Chính vì vậy trong mỗi dịp lễ Tết, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần cho các chiến sĩ Điện Biên. Trong những ngày lễ hay là những các cái hoạt động tri ân xã hội hóa, các nội dung liên quan đến hỗ trợ cho các gia đình chính sách, trong đó có cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên Phủ, thì tỉnh cũng đã rất quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Cái thứ hai là tỉnh cũng đã kịp thời tham mưu ban hành một số các nội dung liên quan đến nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành một số các quy chế hỗ trợ để kịp thời về chính sách cho các bác. Qua nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với những đóng góp to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ với thế hệ cha ông đã chiến đấu hết mình để mang lại cuộc sống bình yên như hôm nay. Qua những cái lần thăm hỏi thì đặc biệt là các bác chiến sĩ Điện Biên rất là vui mừng, phấn khởi trước sự đổi mới của tỉnh, thành phố và của phường. Và cũng qua những lần thăm hỏi thì các bác cũng dặn dò những thế hệ sau là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Năm Giáp Thìn 2024, cả dân tộc hân hoan mừng Đảng 94 mùa xuân, mừng đất nước phát triển, đổi mới và hội nhập. Sự quan tâm tri ân sâu sắc dành cho những người đã dành hết cả cuộc đời để đấu tranh vì độc lập dân tộc cũng khiến cho mùa xuân trở nên ý nghĩa hơn. Nhắc nhở đến các thế hệ sau tiếp nối truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết bảo vệ và xây dựng mảnh đất Điện Biên ngày càng phát triển. Hôm nay, Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 60, 65, 70 năm tuổi Đảng trên địa bàn thành phố. Đợt trao tặng huy hiệu Đảng lần này, thành phố Điện Biên Phủ có 5 đảng viên được nhận huy hiệu từ 60 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí. Trong suốt quá trình tham gia hoạt động cách mạng, các đồng chí đảng viên luôn nêu cao tinh thần kiên trung, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chúc mừng và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Lãnh đạo Thành ủy Điện Biên Phủ bày tỏ sự trân trọng những cống hiến của các đảng viên, mong muốn các đảng viên lão thành luôn sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên, thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và noi theo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng nay, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Trà đã tổ chức lễ viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Trà đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Trà nguyện đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đưa huyện ngày một phát triển. Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều ngày 6 tháng 2, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đoàn thể huyện Mường Ảng đã tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quê hương Mường Ảng anh hùng, đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, xây dựng huyện Mường Ảng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đến hết năm 2023, huyện Điện Biên Đông có 174 trên 198 bản tổ dân phố có điện lưới quốc gia, tỷ lệ người dân được sử dụng điện trên địa bàn đạt trên 92%. Huyện Điện Biên Đông đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư vào các dự án về điện lưới quốc gia. Năm 2023, từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, huyện đã thực hiện nhiều công trình như hệ thống điện sinh hoạt xã Tỉa Dình, gồm bản Háng Xua, Na Su, Tào La, hệ thống điện sinh hoạt xã Phú Hồng,
gồm bản Nậm Ma, Ao Cá, Mường Ten, Tổng Sớ. Tính đến hết năm 2023, toàn huyện có 174 trên 198 bản tổ dân phố có điện lưới quốc gia, tăng 14 bản so với năm 2022. Huyện có gần 12.700 hộ sử dụng điện lưới quốc gia, tăng hơn 770 hộ, tỷ lệ đạt hơn 92%. Mục tiêu đến năm 2025, 100% bản tổ dân phố trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia. Hiện huyện Điện Biên Đông đang thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, phối hợp tham gia tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai các dự án cấp điện, nâng cấp hệ thống điện, đồng thời kêu gọi xã hội hóa nguồn lực đầu tư điện lưới quốc gia cho các bản chưa có điện. Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy trong dịp Tết. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hiện nay, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đang thực hiện cấp điện cho toàn khu vực thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và một xã của huyện Điện Biên Đông, với tổng số trên 40.000 khách hàng. Địa bàn rộng, nhu cầu sử dụng điện lớn. Vì vậy, để đảm bảo cung cấp điện liên tục an toàn phục vụ Tết Nguyên đán, đơn vị đã tiến hành đồng bộ các giải pháp, phân công nhiệm vụ đến từng bộ phận, tổ đội thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống nguồn lưới trên địa bàn quản lý, đồng thời bố trí nhân lực, máy móc, phương tiện, vật tư để xử lý nhanh các sự cố, đảm bảo cung cấp điện ổn định, kịp thời và an toàn cho bà con nhân dân cũng như các sự kiện trong dịp Tết. Đối với đơn vị thành phố, trước tiên đã tổ chức như là họp triển khai, như là lên kế hoạch và đăng ký kế hoạch cắt điện để phục vụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cũng như là CPM cấp độ 1, cấp độ 2 đảm bảo an toàn và cũng như là phát hiện kịp thời các cái tồn tại khiếm khuyết để đưa vào cái kế hoạch khắc phục nhằm như là phục vụ điện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cái sự kiện trên địa bàn thành phố cũng như là địa bàn tỉnh. Để đảm bảo cấp điện ổn định an toàn trong dịp Tết, Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra những điểm xung yếu, các trạm biến áp, kịp thời sửa chữa thay thế những thiết bị điện không đảm bảo tiêu chuẩn, lập kế hoạch và triển khai các biện pháp dự phòng để giảm thiểu rủi ro sự cố và giảm tác động khi có sự cố xảy ra. Lập kế hoạch tổng thể về phương án phục vụ điện trong dịp Tết, nhất là các phương án cấp điện khi sự cố mất nguồn điện lưới quốc gia, sử dụng nguồn điện dự phòng, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. Điện lực đã thực hiện cái thứ nhất là kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn, không xảy ra các cái sự cố do chủ quan, thực hiện cái duy tu bảo dưỡng hệ thống lưới điện, khắc phục những tồn tại khiếm khuyết có thể nguy cơ mất an toàn lưới điện và bố trí đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu xử lý sự cố trong mọi tình huống. Các đơn vị điện lực trực thuộc đã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra tổng thể lưới điện, tiến hành khắc phục kịp thời các khiếm khuyết của hệ thống lưới điện, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Để phục vụ điện tốt trong dịp Tết Nguyên đán, Điện lực Điện Biên đã tổ chức chúng tôi thường xuyên đi là kiểm tra vệ sinh công nghiệp hoặc là kiểm tra những cái điểm phát sinh nhiệt. Chúng tôi kết hợp là xử lý luôn những cái điểm nào mà xung yếu là xử lý triệt để trong dịp kiểm tra này và để phục vụ dịp Tết cho bà con các dân tộc. Với các phương án đồng bộ trên, Công ty Điện lực Điện Biên đang nỗ lực đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ nhân dân, không để xảy ra sự cố về lưới điện, góp phần mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, năm 2023, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đánh dấu một năm với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong niềm vui đón xuân mới Giáp Thìn 2024, người dân vùng quê xã nông thôn mới vui tươi, phấn khởi hơn khi đời sống được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Là một trong những huyện đi đầu đạt nhiều kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2023, huyện Điện Biên có hai xã là Nong Hẹt và Thanh Sương đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Hai xã là Hẹ Muông và Hua Thanh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã dưới 10 tiêu chí. Để có được kết quả đó, bên cạnh việc quyết liệt trong thực hiện từng tiêu chí, huyện đã tập trung đề ra các giải pháp nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 40 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,7%.
Trong năm 2023, chúng tôi đã có 2 xã đạt chuẩn và 2 xã cơ bản đạt chuẩn, nâng tổng số xã cơ bản đạt chuẩn và đạt chuẩn lên 18 trên tổng số 21 xã, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí. Thì chúng tôi xác định các cái nội dung, công việc cần thực hiện để đạt các cái tiêu chí theo lộ trình. Hiện nay là từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể. Hiện nay nội dung công việc, rồi thời gian, rồi phân công chủ thể thực hiện, rồi kinh phí để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Để chúng tôi phấn đấu là hết năm 2024, toàn huyện chúng tôi sẽ có 21 trên 21 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2023, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có gần 153 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 28 thôn bản so với năm trước. Sự khác biệt ở các thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu năm nay là ngoài tập trung thực hiện các tiêu chí cứng về hệ thống cơ sở hạ tầng, thì nhiều tiêu chí mềm được người dân và các địa phương thực hiện theo chiều sâu. Đó là các tiêu chí về môi trường, văn hóa, an ninh trật tự, thu nhập, có phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong thôn bản chúng tôi là khoảng tầm 50% là hộ khá và giàu, thế còn 25% là trung bình. Nói chung so với trước ấy là cuộc sống của bà con trong thôn bản nâng rất nhiều, tất cả về mọi mặt dân sinh, môi trường, rồi văn hóa xã hội, rồi là cái đoàn kết trong thôn bản là cũng từ những cái chỗ công ăn việc làm, từ những cái chỗ mà xây dựng đường làng ngõ xóm mà tạo nên đấy, những cái việc làm từ cái phát triển nông thôn kiểu mẫu ấy, thì tôi thấy là rất là hay mà giúp cho từng người dân là cảm thấy rất là hài hòa. Đến nay toàn tỉnh có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 22 xã. Số tiêu chí bình quân ước đạt gần 15 tiêu chí trên xã. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 26 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 36,57%. Để bằng các cái cơ chế chính sách huy động các cái nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các chương trình dự án, đề án, các cái nguồn ngân sách ngoài ngân sách các ngoài ngân sách nhà nước, ví dụ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp và nông thôn và các chính sách tín dụng đấy là cho các hộ nghèo và các một số chính sách tín dụng khác và các cái nguồn tài trợ, các cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã đã đồng hưởng ứng nhiệt tình cái chương trình nông thôn mới này. Một mùa xuân mới nữa lại về, tràn đầy niềm vui hân hoan khi có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỉnh sẽ hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng thiết yếu cơ bản ở nông thôn, có chính sách đột phá, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới và người dân ngày càng được ấm no hạnh phúc. Hết năm 2023, huyện Mường Ảng có 2 trên 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với mục tiêu năm 2025 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí của chương trình. 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Mường Ảng là xã Ảng Nưa và Búng Lao. Một xã đạt 15 tiêu chí, bình quân đạt hơn 13 tiêu chí trên một xã. Tổng nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023 ước đạt hơn 149 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, thủy lợi được sửa chữa và xây dựng mới. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã cũng chú trọng xây dựng một số mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp tiềm năng, lợi thế địa phương, xây dựng chỉnh trang nhà ở, góp công sức trong thực hiện các tiêu chí về hạ tầng. Đến năm 2025, địa phương phấn đấu xã Ảng Cang đạt chuẩn nông thôn mới, xã Mường Lạn cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để công nhận 2 bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã còn lại lựa chọn từ 1 đến 2 bản, đáp ứng các chỉ tiêu, tiêu chí để phấn đấu thôn bản nông thôn mới. Chiều ngày 5 tháng 2, Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Giao thông Trật tự Công an thị xã Mường Lay và Thị đoàn thị xã đã tổ chức hỗ trợ người dân làm ăn xa về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên các tuyến quốc lộ qua thị xã Mường Lay. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên địa phương đã chuẩn bị những phần quà gồm nước uống đóng chai và đồ ăn nhẹ để tặng các gia đình trên đường về quê ăn Tết. Những trường hợp người dân đội mũ bảo hiểm cũ
hoặc các em cháu nhỏ không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình di chuyển về quê đều được cảnh sát giao thông trao tặng mũ bảo hiểm miễn phí. Sự quan tâm hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông và tổ chức đoàn đã động viên nhân dân, cán bộ, viên chức và người lao động trên hành trình về quê đón Tết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bo Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bo Kẹo. Đối tượng bị bắt giữ là Vũ Thị Khánh Huyền, sinh năm 1999, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trước đó, Huyền đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vì hành vi phạm tội mua bán người. Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 19 tháng 11 năm 2023 và cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt số 97 đối với Vũ Thị Khánh Huyền về tội mua bán người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bo Kẹo. Hồi 17 giờ ngày 29 tháng 1, Vũ Thị Khánh Huyền và các đối tượng có liên quan đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Bo Kẹo bắt giữ và dẫn giải an toàn về Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.